Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức mới, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Quang Dũng thừa nhận đang hạnh phúc bên tình mới sau 10 năm ly hôn Jennifer Phạm. Trong một bài phỏng vấn mới đây, nam ca sĩ Quang Dũng cho biết đang hạnh phúc với người mới nhưng không biết quá khứ nhiều về bạn gái hiện tại. Dù không tiết lộ nhiều, nhưng nam ca sĩ cùng bày tỏ hiện tại tôi chỉ có thấy cuộc sống đang rất tốt, từ kinh tế gia đình đến chuyện tình cảm. Xưa giờ tôi không thích đào sâu chuyện riêng tư vì nó là mọi thứ mọi người chúng ta đều có và cần giữ lại. Tôi vẫn thường được hỏi chuyện tình cảm thế nào, có yêu ai chưa, thậm chí là chừng nào đám cưới. Những chuyện này riêng tư, chúng ta cần giữ lại những cho nhau để giây phút bình yên trong cuộc sống. Đi hát nhiều năm mà chuyện gì cũng lo toan lên. Thôi rồi lượm ơi cười. Dù vậy, tôi có thể chia sẻ rằng chuyện tình cảm riêng tư đang rất hạnh phúc. Khi được hỏi về mối quan hệ với Jennifer Phạm sau 10 năm ly hôn, Quang Dũng chia sẻ thời gian đầu tôi rất căng thẳng, không thể nói chuyện với nhau. Trong nhiều tháng trời, dần chúng tôi vượt qua những giận hờn, trách móc để có thể cởi mở nói chuyện với nhau. Đến giờ có thể nói chung, chat với nhau hàng ngày, rất thoải mái. Từ chuyện con thích gì, đến con sẽ học thêm môn gì. Tôi và Jennifer Phạm rất quan đồng trong quan điểm nuôi con, trao đổi với nhau hàng ngày để chọn ra hướng tốt cho con. Quang Dũng cùng cho biết thêm, con trai Bảo Nam càng lớn càng hiểu chuyện. Ở thời điểm hiện tại, mọi thứ nhẹ nhàng hơn, không có những cảm xúc mê kế cha trường như trước. Quan trọng nhất là bé hiểu, bố luôn yêu thương và lo lắng cho con vô điều kiện. Nhà tôi ở Mỹ và nhà bà ngoại, bé rất gần nhau. Lái xe 5-10 phút là đến thôi. Vì thế tôi không quá lo lắng chuyện đi xa, ít thời gian gần con, nam ca sĩ chia sẻ. Cuối cùng, khi nói cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ cũ cùng mối quan hệ Bảo Nam với các em cùng mẹ khác cha. Nhìn Bảo Nam thương các em, tôi hạnh phúc và hạnh diện vì con. Theo thời đại, lớp trẻ ngày càng văn minh, chính tôi cũng cần lo học chạy theo chúng chứ, không phải lo nghĩ nhiều làm gì. Tôi cảm nhận Jennifer Phạm, Bảo Nam hay các em của bé đều có suy nghĩ văn minh. Thấy con vui, người bố cùng vái vui chứ. Sao lại chặn niềm vui của con bằng chuyện này chuyện kia? Chẳng có ai nghệ sĩ nào khiến mà tôi đi hát. Chưa bao giờ tôi có một lần hay 10 ngày liên tục đi nghỉ ngơi. Lúc nào cũng bị cuốn vào công việc. Ngày nào không đi hát, tôi sẽ phòng thu để làm việc. Ca sĩ sợ nhất là không được hát, không được đứng trên sân khấu mới là sự cô đơn tột cùng với nghệ sĩ. Với tôi, năm 2019 là một tròn vẹn với ý nghĩa trong nghề. Tôi đã ra mắt nhiều sản phẩm bao gồm CD, ca dao dành cho mễ, ca Phật tử, MV và CD Biệt Mãi Là Bao Lâu, và gần nhất là đĩa Thân Nỗi Niềm. Tôi rất kiêu hãnh và sản phẩm của mình được mọi người trông đợi và đón nhận tích cực. Đó là đĩa Than Nỗi Niềm, tôi rất tự hào khi mang nó đi theo. Khoe với mọi người rằng đó là sản phẩm âm nhạc mới của tôi. Để thực hiện một đĩa than, tôi và ekip phải trải qua rất nhiều công đoạn, nhiều tia niên niềm vui hay hoàn thiện càng lớn hơn. Sản phẩm này không chỉ mang đến cảm giác tự hào, kiêu hãnh mà còn giúp tôi được sự trân trọng của rất nhiều anh em trong nghề. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.